Xin được chào mừng các anh chị em, chúc anh chị em thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như quý anh chị và các bạn đang mong muốn sở hữu một chiếc xe ô tô mà hạng sang, giá lại cực kỳ hợp lý, tức là nói chung là rẻ, thì có lẽ đây là một cái mẫu xe mà các bạn đang cần. Cái mẫu xe này hiện tại còn đang tính ra giá còn rẻ hơn cả Toyota Prius các bạn nhé. Nếu mà xét về cái mức độ chạy 6 vạn thì nó còn quá mới. Toyota Prius mà chạy 6 vạn đời 2019 thì nó vẫn còn rơi vào khoảng tầm 540 triệu. Cái mẫu xe này thì nó cũng chỉ có khoảng tầm 540 triệu mà thôi. Audi A6 S-Line đăng ký 2017, nhưng sản xuất thì năm 2008. Xe còn cực kỳ mới, mới kính con đi 6 vạn, hiếm có trên thị trường Việt Nam hiện nay. Các bạn có thể thấy thì cái mẫu xe này gần như là rất là hiếm có các bạn nhé, hiếm có. Có 102 trên thị trường Việt Nam. Tội chẳng tội gì chúng ta phải mua con Prius mà có thể sở hữu ngay con A6 đi 6 vạn thôi. Gần như chưa hết chốt đà các bạn nhé. Xe màu trắng còn rất mới. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Rất là mới, đi có 6 vạn các bạn nhé. Cực kỳ hiếm trên thị trường nhé. Động cơ 3.2 A6 các bạn nhé. A6 biển Hà Nội. Cũng đẹp đấy ạ. Đây, lốp còn nguyên bản. Đây các bạn có thể thấy đây, hai vô là hai cái ống xả các bạn nhé, được nguyên bản, hai ống xả này, rất là mới. Audi A6 nha, đẳng cấp thì nó Camry thì có thể nói là đẳng, là Camry ấy, cũng không thể bằng được cái con này. Đấy, Camry thì nó chỉ nó thấp hơn cả con A4. Đấy, con này thì nó đang ngang với con S250 các bạn ạ, S250. Nếu S250 mà tầm đời 2008 bây giờ nó cũng còn đang khá là đắt. Đấy, cũng phải 900 mấy. Đấy, cái mẫu xe này rất là rẻ mặc dù đi có 6 vạn thôi. Đây là hàng hiếm mà chúng tôi cần bán. Đây các bạn có nhìn đây. Đây. Nhớ ghế nhá, vị trí nhớ ghế này. Nhớ ghế là loa này các bạn nhìn này, loa Bose nha các bạn nhá, thấy chưa? Loa Bose này, surround sound. À, ghế thì chỉnh điện nha, 12 hướng nha các bạn nha. Đấy, nhớ ghế đầy đủ hết các bạn nha. Hiếm có trên thị trường Việt Nam hiện nay nhá, cực kỳ hiếm. Cửa sổ trời này, cửa nóc này đầy đủ nhá, cửa sổ trời này, ghế da này, ghế da này còn mới tinh luôn nha các bạn nhá, mới kính cong luôn. Đấy, tức là xe này thì đăng ký 2017 nhá, 2017 các anh em nhá, cực kỳ hiếm có nhá. Sản xuất 2008 nhưng mà mãi 2017 mới đăng ký nhá các bạn nhá, mới đăng ký, mới lưu hành nhá. Đây các bạn này. Đây. 68.012 km các bạn nhá. Đây. Audi này, cực kỳ mới, cực kỳ đẹp này, các bạn nhìn này. Đấy, rất là mới, rất đẹp, hệ thống điều hòa này. Đây trên này có chi chít những cái chức năng của nó. Đây, information car setup the return. Thậm chí là đây phanh tay điện tử này, engine start này, stop engine này, đầy đủ hết các bạn nhá. Không thiếu gì cả. Engine start stop này. Đây, control này, một biểu tượng nó là đi vào huyền thoại của Audi các bạn nhá, control. Đấy. Hiếm có các bạn nhá. Đây, không gian này. Động cơ còn mới kính con các bạn nhá. Nếu như quý anh chị nào mà mong muốn sở hữu những cái mẫu xe này thì hãy vui lòng gọi điện số điện thoại 0939063333 để có thể nhận được trợ giúp. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và lựa chọn được những chiếc xe ưng ý. Xin được trân trọng cảm ơn.